bùm luôn này, bê tê 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 đây đúng không? À, chúng ta thấy là cái đội múa rồng nha. Mình là lân gì ta? Lân gì ta? Ừ. Tháp Ngân Phong. Cái lân của mình đây tên gì? Lân Tháp Ngân Phong ạ. Tháp Ngân Phong ạ. À, chúng ta xem là cái đội múa rồng đang làm công tác chuẩn bị để tập luyện để múa khai trương. Cái đội múa rồng là một trong những người bạn có kinh nghiệm múa lâu năm thì sẽ được tham gia một cái đội múa rồng. Đây là các bạn đang chuẩn bị để tập luyện múa rồng này. Đây chúng ta thấy. À, chúng tôi đang ở như cái chân của núi Nhạn. Hôm nay cùng đồng hành với một đoàn lân lớn tại thành phố Tuy Hòa. Các bạn đang chuẩn bị cho múa khai trương cho nên các bạn tập giờ để chuẩn bị cho múa khai trương. Ôi, may quá đi hết rồi. Múa rồng thì cần rất là nhiều người nhé, cho nên là các bạn rất là đông, các bạn đội ngũ múa rồng sau khi bàn xong các bạn quấn lại. Đây cái lân này đã sẵn sàng rồi, vừa rồi là chuẩn bị múa thì đã bị một cái trận mưa rào thì phải chúng tôi cùng với đoàn lân phải qua đây 5023 bị 524 nữa. Chúng tôi cùng với đoàn lân phải trú ở gầm cầu và bây giờ xong rồi thì xong, sau khi xong thì chúng tôi đang ra cùng với các bạn sẽ triển khai đội hình để tập luyện tối đêm nay thì các bạn sẽ múa xong và phục vụ cho cái tối khai trương. Các bạn đang chuẩn bị cờ các thứ cho cái tối khai trương, cho cái buổi chiều ngày 16 các bạn sẽ bước khai trương tại một cái tiệm lớn. Thôi chúng ta xem nào. Đó, các bạn đang dương cờ luôn. Cái đoàn lân nào thì cũng có sẽ có cờ như thế này nha. Đây chúng ta cùng xem. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các video lần sau ạ. Rồi cờ của lân đã lên rồi.